Rồi, lời nói đầu tiên cho em nhanh xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay trở lại tiệm máy cưa xích của cửa hàng Thành Hợp bên em ha. Thì cửa hàng em có địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở tại chợ Trung Hưng luôn anh chị, hay còn gọi là chợ Ngã Tư đó. Và chợ cửa hàng em bây giờ đã giờ ra ngoài ngoài lỗ rồi nha anh chị, kế Bách Hóa Xanh xã Trung Hưng. Cho nên anh chị muốn đến nơi thì mình cứ đến chợ Trung Hưng thì mình dễ tìm cửa hàng em thôi. Đến đây mình xem máy giao lưu máy móc cũng được ha anh chị. Thì hôm nay em có lên cho mình lô máy cưa xích 9 máy lô chữ C, và khi anh chị chốt đơn thì chốt giùm em từ C1, C2, C3 đến C5, C6, C7, C8, C9. Đó, chặn em nhanh dễ đóng hàng đi cho nó đừng có bị lộn hàng anh chị. Thì hôm nay em lên cho mình lô máy cưa xích này, vừa có tay cục vừa có tay dài ha. Tay cục là như thế này. Đó. Thì bên em có là Makita nè, Tanaka nè, rồi Makita xanh tay cục nè, về tay dài thì có là Makita 3640, Makita 3201, phía dưới thì có là Kyogit 35 đó, kế tiếp là Ryobi rất đẹp ha, kế tiếp là Shinewa 393 nha anh chị, nồng đứng đó, xịn sò lắm. Và cuối cùng là một cây Shinewa, này là Shinewa 400 ha, chứ không phải là Shinewa 488 nha anh chị, nồng nó 40 ly và giá nó thì mềm mại cho anh chị luôn. Đó. Đó, anh chị có thể xem tham khảo từng cây máy ha. Thì để anh chị có thể là theo sát clip em nhiều hơn, xem được nhiều dòng máy đa dạng. Về máy cưa cắt cỏ thì anh chị nhớ bấm like nha. Đó là em nói khách mới khách cũ. Còn đối với khách mới thì anh chị nhớ nhấn vô đăng ký kênh nha anh chị, để mình có thể là xem được nhiều cái video. Nghĩa là khi em nhanh like xong nó sẽ hiện thông báo kênh của anh chị là cửa hàng em đang like đó, để cho anh chị vô coi máy cho nó dễ ha. Đối với máy cưa thì máy của em về nó nhỏ giọt nha anh chị, cho nên là mình chốt được mã nào thì mình tranh thủ mình chốt. Cắt cỏ thì em nhanh sẽ đa dạng hơn, tại vì cưa nó ít có về hàng lắm. Dọn cây cưa cũng chua ăn lắm nha anh chị. Mà hàng bên em thì em nhanh là lựa từng sản phẩm, từng cây máy zin toàn tập nè, chất lượng nè. Thứ hai là máy bên em là hàng chuẩn đạt ha, cho nên anh chị mua máy của em nhanh, anh chị cũng quan tâm. Đó, nói về nước bán hàng thì bên em nhận ship hàng trên mọi miền của đất nước Việt Nam. Máy tới nơi anh chị có quyền đổ xăng pha nhớt vô, anh chị cứ cây thử chạy ngon lành mình hãy nhận hàng và trả tiền cho shipper giao hàng ha. Và quá trình nhận hàng nó có trục trặc gì thì anh chị điện cho bên em. Rồi xong rồi thì những cái máy mà em báo giá là em nhanh đã bao ship và kèm phụ kiện đầy đủ ha. Và đặc biệt là em nhanh không có lấy cọc 1.000 nào của anh chị hết, cho nên anh chị mình cứ chốt đơn đi rồi em nhanh gửi, cũng không có sợ bị lừa gạt đâu nha anh chị. Tại bán hàng bán bằng tâm, khách mua thì cũng phải có cái tầm nha anh chị. Em nói vậy các anh chị đừng có chủ quan, đặt hàng xong gom hàng cho nghiệp em ha, coi cho kỹ rồi mình hãy chốt đơn. Tại vì những cái mặt hàng này em nhanh trên live em nhanh không có đủ bán đâu, cái lượt đăng ký em nó đông mà cái lượt xem của em nó cũng đông nữa. Bán cũng phải uy tín đàng hoàng thì anh chị mua cũng phải có uy tín với em út đàng hoàng ha, sau này anh chị Sài Gòn anh chị quay lại em mới bán nữa ha. Đó rồi, em bán hàng với phương châm là khách hàng trao niềm tin, em nhanh trao cho mình chất lượng máy, cho nên anh chị mua hàng của em nhanh, anh chị an tâm đi, có trục trặc hay có cái gì đó em nhanh hỗ trợ cho mình hết mình luôn, không cần đem để thợ ở địa phương ha. Và bên em sẽ nhận bao đổi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày mình nhận hàng nha anh chị. Đó thì những cây cưa này khi mà anh chị xem á, anh chị clip vô trong cái video anh chị xem cho kỹ đi, mỗi cây máy em có tích nổ nè, em có báo công suất, báo nồng, em quay cụ thể cho anh chị, và đặc biệt là báo giá máy rồi như thế nào đó anh chị nhận hàng nên anh chị biết hình thức máy mình nó sao anh chị. Đó rồi, số điện thoại để chốt đơn nè anh chị ơi, 0913136620 nè. Số này có Zalo tên là cửa hàng Thành Hợp ha. Rồi một cây cưa khi em nhanh cho đi, em nhanh sẽ cho là 4 món đi kèm nha. Lẳng cẳng ba cái này. Rồi đầu tiên là một cái vít chỉnh xăng, một cái tiếp mở bugi, một cái dũa bằng tay và một cái bao lam zin ha. Cưa thì em nhanh chỉ cho dọn dẹp 4 món đó thôi. Còn nhớt này là em nhanh bán thêm. Nhớt này vừa xài cho máy cưa, vừa xài cho nhớt lam của máy cưa luôn nha anh chị. Nhớt này là 100 ngàn một bình này là 1 lít nhớt ha. Và tỷ lệ xăng pha nhớt đối với máy cưa là 1 lít xăng anh chị pha dùm em từ 60cc nhớt thôi nha. Và cái bình nhớt em nhanh bán nó có chia cái miêu nhỏ là 20, 40, 60 anh chị thấy không? Đó anh chị bóp mạnh lên nó sẽ có cái lực nén dồn lên, nó sẽ nhảy nhớt nó qua cái bình nhỏ trên đây. Là mình lường mình pha vô 1 lít xăng xài bao nhiêu mình đổ vô bao nhiêu thôi. Nó rất là chuẩn nha anh chị. Máy em nhanh chỉ thì chạy cắt xăng pha nhớt như vậy thì nó hơi ra khói tí xíu nha anh chị. Nhưng mà cái đó là hiện tượng mắc máy bôi trơn mít tông, hiện tượng bình thường cho nên anh chị an tâm đi. Thì em thấy mỗi anh chị mình mua máy thì mình nên mua thêm chai nhớt như thế này để có cái mà mình thử.
thứ hai shipper họ giao bất tử rồi mình pha mình thử cũng ok, sau này mình chừa cái vỏ này lại mình lường đó, rồi anh chị có thể mua vài chai nhớt để dành dùng dần, tại vì hàng sử dụng nó xa lắm anh chị, từ 4 đến 5 năm ha, cho nên là nhớt này xài đạt lắm. Mà em cũng ra xài ở cửa hàng cho nên anh chị cũng an tâm đi, hàng chuẩn luôn. Rồi bây giờ em nhờ vô chương trình tích nổ máy nha. Nó chóng mặt dưới ta. Ký nha, trọng lượng cây cưa là 4 kg, làm dài là 4 tấc. Cưa Makita ha, E300A công tắc, máy đẹp lắm nha anh chị, mướt được luôn, phiên bản này nó có giữ ra lớn nha. Thay vì mình cưa cây mấy anh bóp hoài, bóp cò thì cũng mỏi tay phải, anh chị muốn giữ cái ga hoài anh chị bóp vô dùm em nha. Makita chặn xích nè, hai ốc bắt làm động cơ này nó chạy xích là xích chuột nha anh chị đó. Bên em dọn máy kỹ lưỡng đẹp lắm, con ốc để tăng đưa dây xích dây sên nó nằm phía trong nè anh chị thấy ha, e gió này đóng e, đóng e mình kéo ra đã khởi động máy xong mở e đẩy vô, nắp xăng pha nhớt nằm phía dưới ha, em xin lỗi, nắp xăng pha nhớt nằm phía ngoài, nắp nhớt lam nằm phía trong nha anh chị. Máy đẹp len can luôn. Mã này anh chị chốt cho em nhanh C1, giá 1,8 triệu nha anh chị, nồng 36 ly. Kế đến là Tanaka. Trọng lượng là 4,3 kg nha, làm dài thì cũng 4 tấc luôn. Cưa Tanaka 330 nồng 37 ly, công suất là 33cc nha anh chị. Công tắc nằm ở đây ha, đẩy lên là mở đẩy xuống là tắt nha. Con ốc để mình chăm chỉnh nhất lam ngay nhiều hết nha. Ví dụ anh chỉnh muốn ra nhất lam nhiều thì anh chị cho về dấu cộng, anh chị muốn cây nhất lam ít thì anh chị cho nó về dấu trừ, và muốn ra vừa vừa thì cho nó nằm ở giữa này ha, căn chỉnh nè. Tem tuốt còn quá đẹp nha, lam này nó sử dụng xích 91, con ốc để tăng đưa dây xích dây xanh thì nó nằm sẵn trên lam luôn, chặn xích nữa nè, nó vẫn còn ha, mặt tiền quá đẹp. Cái nắp xăng pha nhớt nằm phía trước ha, cái nắp nhớt lam nằm phía sau, đẹp lắm nha anh chị, ốc của cùng vàng quá đẹp. Rồi mã này thì cũng còn giữ ra lớn nè đó, rồi full chức năng có khóa xích luôn ha, để bên em có biểu diễn đó. Anh nào chốt cái cưa này mà khi nhận hàng mà mình lên ga mà xích nó không chạy là coi chừng quá trình nhận chuyển nó đẩy cái này xuống đó nha anh chị, cái mạnh nó lên là nó lên là nó hết khóa hả. Mã này anh chị chốt cho em nhanh C2 37 ly giá 1,9 triệu. Trọng lượng là 3,9 kg nè, đã có xăng và nhớt ha, làm dài 4 tấc. Cưa Makita 3110 nha anh chị. Cái phiên bản này thì dành cho những anh chị nào mà mình nhà mình có cưa lớn rồi đó, kiếm một cây cưa trọng lượng gọn nhẹ và lam nó cũng ngắn để mình leo chèo mé nhánh đó, nó cho nó không bị vướng rồi đấy ha. Thấy chắc cây cưa này nó nhỏ lắm anh chị, rất là gọn. Nhà bách ga nè,
đẩy lên là tắt nè, đẩy xuống là mở nè. Cái phiên bản này nó có cái xích luôn nha anh chị, xịn sò luôn ha. Và xích của cây cưa này nó chạy xích 91 nha. Đó, bô khói đẹp nè. Động cơ này nó có e tự động nha, đóng e bóp cò vậy mới e ha. Cái phiên bản này nó có trợ lực luôn nha anh chị. Đó, nắp xăng khoan nhớt nằm phía trên, nắp nhớt lam nằm phía dưới, có vú bơm phụ rồi luôn ha. Nói chung là cũng full chức năng. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh, C3 nồng 36 ly giá 2.200.000 đồng ha. Còn cái con ốc mà tăng đưa dây xích dây sơn nó nằm ở ngoài này nha anh chị. Đó, là cái tem chữ Makita nè, 3310. Chi tiết rõ ràng ha, đẹp lắm nha. Rồi, kế tiếp là Makita nữa. Trời là trời. Thôi cây cưa này nó giật, nó bị đứt cái đồ giật màu đen kìa anh chị ơi. Thôi đi em không like nó, bỏ cái này qua bên đi. Cái tiếp đi Thanh ơi. Makita nữa nè. Nói nghe đi. Bóp cỏ. Năm kg ba, làm dài 4 tấc mốt. Makita 3201 anh chị. Cái này nó cũng full chức năng nè. Ví dụ như cái công tắc với cái e nằm chỗ nha, là anh chị đóng e anh chị đẩy lên. Cái e này thì mình bóp cò, nó sẽ là e này chết vậy, đóng e nè, mở e nè. Tắt rồi đẩy xuống, mở đẩy lên ha. Tắt, mở, đóng e, mở e. Ốc máy nó đẹp giả mang. Nắp xăng pha nhớt, nắp nhớt lam nằm phía trước ha, nắp xăng pha nhớt nằm phía sau. Ốc máy quá đẹp. Cái vú bông phụ nha anh chị, Makita. Và đặc biệt cái này, nó cái tay cầm nó có lò xo nha anh chị. Đề cao nằm đứng nó có lò xo, giống như mình cưa cây nó nhịp nhịp, nó đỡ rung cái tay mình nha. Xích thì nó chạy xích này xích 91 nha. Lam nè, nó làm viên xịn sò quá đẹp luôn nè. À, đặc biệt động cơ này nó có khóa xích ha. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh, C5 37 ly giá là 2.500.000 nha anh chị. Có sữa gỗ nè. Kg 7 nè, làm dài 4 tấc. Nãy có khóa xích không? Đây chị cũng để một cây Hitachi 35cc nha anh chị, nồng 38 ly ha, thông số đầy đủ nha anh chị, đẹp quá, lem à, chạy rất là tiết kiệm xăng ha.
tắt nằm đây nè, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nè, đóng e. E nè tự động anh chị, bóp cò là nhảy mơ e ha, có giúp ông phụ nữa nè. Một cái cưa nồng đứng, hai ốc bắt làm, cái làm nó chạy xích 91 nha. Nắp nhất làm nằm phía trước, nắp xăng thân nhất nằm phía sau ha. Đó, có khóa xích ha anh chị, quá đẹp. Mã này anh chị chốt cho em nhanh, C6 38 ly 2.9 nha. Trọng lượng 5 kg, làm dài 4 tấc 1, hết sức nó chiêu hay mày, mắt dữ ha, đẹp lắm anh này, cây cưa này đẹp xuất sắc luôn. Cái ưu điểm cây này là nó có trợ lực nha anh chị, cương bản này có khóa xích luôn ha. Ủa nãy cây này có khóa xích không Thanh? Có chị ơi. Có khóa xích, có trợ lực, một cây cưa nồng đứng, có lò xo hỗ trợ máy nó rung đồ, hỗ trợ đồ tăng đưa gì, rung nhẹ nha anh chị, tức là mình cưa rồi có tay mình không bị rung ha, nói chung là ưu việt đó. Ruby 840 nồng 40 ly, hai ốc bắc lam này chẳng xích anh chị thấy đẹp chưa. Rồi con ốc tăng đưa dây xích dây sơn nó nằm trên lam ha. Cái này là xích này, xích chạy là xích 91 nha anh chị, cái lam còn chữ ruby luôn, quá đẹp anh chị ơi. Bộ khối của nó có cái miếng nhôm ở ngoài này ha. Đó, cái con nắp xăng pha nhớt nằm phía màu đen, nắp nhớt lam màu xám đồng chuột, thông số còn đầy đủ ha. Tắt nè, mở nè, vuốt âm phụ nè, e gió nè anh chị, e nè tự động luôn, quá trời cái này đẹp nha anh chị. Mã này anh chị chốt cho em nhanh, C7 40 ly giá 3 cũ nha anh chị, 3 triệu. Năm ký, làm dài 4 tấc. Xin qua 393 ha. Một cây cưa nồng đứng nha anh chị. Tắt nè, mở đẩy lên nè. E đóng e, mở e đẩy vô, nồng đứng. Hai ốc bắt lam rồi luôn. Cái này nó chạy xích chuột nha. Lam là lam Latin và cái lam có tản nhiệt luôn nha anh chị. Giảm độ nóng đó cho cưa đó. Mát in Japan. Đó. Nắp nhớt lam, nắp xăng pha nhớt ha. Đứng. Xịn sò. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh là C8, nồng 40 ly giá 3 triệu 3 nha anh chị. Rồi một cái cưa Shinewa 400. Cái giò. Sáu kg ba, làm dài 5 tấc 1. Đó, cưa này là xin đây qua 400 nha anh chị, tại vì cái ốp của nó 400 của nó bị bể, bên em lấy cái ốp 488 nó vừa em gắn vô ha, chứ không phải là 488 nha. Con tắt nè, mở nè, e gió nè, mở e vô đó. Này nó chạy xích 325, làm mình làm Latin, hay ốc bắt làm được luôn ha, chạy siêu khỏe nha. Đó, nắp nhất lam nè, nắp xăng pha nhớt nè, một cây cưa nồng đứng nha. Mã này chốt cho em nhanh, C9 nồng 40 ly giá 3 triệu rưỡi nha anh chị. Cái tay cưa rin của nó bị mẻ đây nhẹ xíu nha, nhưng mà được cái rin nha anh chị, có sao em để vậy. Rồi em chào và hẹn gặp lại nha, tạm biệt.